mà quý vị cũng thường hay nghe đó là thiên thạch phóng quý vị thiên thạch là một cái viên đá ở trên những cái hành tinh như là sao hỏa và những cái ngôi sao ở trên trời lâu lâu á nó nó rớt xuống mặt đất của mình quý vị nhưng mà nói là rớt lại người ta dùng cái chữ là tấn công đó thưa quý vị từ vì khi mà nó rớt xuống cái tốc độ nó rất là mạnh Cái hạt cái thiên thạch ở trên đó khi mà nó bắt đầu rơi thì nó rất là to Nhưng mà từ cái mức độ, cái tốc độ mà nó đi xuống trên đất của mình thì nó sẽ nhỏ lại thưa quý vị Và khi có đôi khi nó có thể mà gây ra những cái cái, cái những cái tai nạn chút xíu rất là nhỏ không có nhiều nó có thể làm bị lộn lỗ thì thường thường á trong mỗi năm theo những nhà nghiên cứu nói những cái thiên thạch này nó rớt xuống khoảng chừng 500 cái thiên thạch mà thôi và rất là hiếm hoi nhưng mà để khôi phục lại được nó thì rất là nhỏ có 10% mà thôi thưa quý vị Tại vì những cái thiên thạch ở trên nó khi bắt đầu nó rơi xuống như Nhi cũng nói là nó rất là to nhưng mà rớt xuống nó rất là nhỏ đôi lúc nó tiêu luôn thưa quý vị thì đây là một trong những cái câu chuyện cái nhà của một con chó thưa quý vị đã bị thiên thạch tấn công và có một cái lỗ ở trên uh, trên cái mái nhà như vậy mà hình là con chó nó không có ở trên đó cho nên cái con chó nó được an toàn thưa quý vị nhưng mà cái ngôi nhà này được bán đấu giá với cái giá đưa ra là 300.000 đô la nhưng mà khi bán chỉ có được 44.000 đô la mà thôi, cái ngôi nhà này nó không có include, có nghĩa nó không có kèm theo cái viên thiên thạch đó. Cái viên thiên thạch mà rớt trong cái khu nhà này là được bán riêng với giá là 21.000 đô thưa quý vị. Thì cái câu chuyện đây xảy ra vào tháng 4 năm 2019 Cái thiên thạch nó rớt xuống vào năm đó là thưa quý vị Thì năm này cái ngôi nhà của con chó này là được bán đấu giá Vào 7 giờ tối ngày 23 tháng 4 năm 2019 Là cái khu chỗ khu cái nhà này là của một người đàn ông tên là Rocky Đang sống và sở hữu cái căn nhà này Ở thành phố ở một trong những cái một trong những cái nước gọi là Costa Rica thưa quý vị và khi một thiên thạch đâm xuống và nó rất là rất là mau và rất là 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 nhanh thưa quý vị khi nó đâm xuống thì tên của người đàn ông này đó là Rocky và cái thiên thạch này nó được có cái từ đề tiên của từ đề tên riêng của nó luôn thưa quý vị nên nó có rất là giá trị cái lý do tại sao mà cái thiên thạch cái ngôi nhà chó này nó được uh, cái giá trị mà nó cao như vậy đó là lý do như quý vị cũng biết là khi mà thiên để bị thiên được thiên thạch hít xuống nó rất là khó thưa quý vị không có dễ đâu mà thường thường là những thiên thạch đôi khi mà nó gần tới trái đất là nó tan biến rồi chứ không có thể nào mà nó còn nguyên cục để mà nó hít vô trong cái ngôi nhà chó này được chính vì vậy mà nó có giá trị là nhờ cái mức đó nhưng mà cái giá đưa lên rất cao mà bán được như như là nó chỉ có 44.000 đô la và cái thiên thạch đã được 21.000 đô la Thiên thạch như thường thường là đến trái đất khoảng chừng 500 lần nhưng mà chỉ có 10 lần là người ta được phục hồi, chính vì vậy có những cái thiên thạch là có giá tới 83.000 đô la vào năm 2007 và có những cái thiên thạch tới 230.000 đô la và có những cái thiên thạch đã được vô được đưa vô viện bảo tàng.